chó, sẹo chó. Ôi rắn cái cuôi. Ôi rắn cái cuôi. Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Okay. Anh em mình đang ra bãi để lướng khoai các bạn ơi. Đấy, anh em mình chuẩn bị ở ngoài này rộng lắm, có rất nhiều cái cây cỏ này mình đốt nha. Cứ cho ra đi, cho ra đi. Lặn cho đến lặn đây. Đấy, cây cây đấy được đấy. Đây người ta đang đốt bao nhiêu cỏ này bạn ơi. Đốt bao cỏ để chuẩn bị sắp làm lương nha. Rộng kinh khủng luôn. Cứ đặt vào đi, đoạn cho than vào, đoạn đã đầu cho củi lên trên cho cháy. Anh em vứt hẳn khoai vào đấy, lướng nhanh lắm. Cho lên lặn. Hải đoạn nó ra. Ok anh em đang đợi khoai ra lứa. Đâu bắt đi. Đâu. Bé quá con này bé. Bé. Đi tìm con gì để bắt? Vâng. Bỏ mẹ ấy kìa. Bé cái bên nước sút sâu ấy thằng ngu ạ. Thế nước gì người ta đem ra? Không muốn nha, nước sâu. Không muốn sâu sâu, nó hết đấy. Đi bắt dế mình ăn đi. Ở cây ấy, lật cây lên có. Đang đợi khoai mà nó chưa ra bạn ơi. Mình mua tận ở Hà Nội người ta đang ship về. Khoai Hà Nội nha. Dế mèn con. Đâu dế mèn đâu. Anh con. Con dế mèn to lướng được anh cu nhỉ. Đúng không? Không có điện. Ủa ngoài này mắt kinh khủng các bạn ơi. Đây các bạn ơi, thằng này nó ra rồi này. Ai mình mới mua thuê shipper. Khói quá bạn ạ, hơi tối. Xuống ấy, xuống cho thằng củi lên. Nó đem củi tận nhà các bạn ơi. Đéo mẹ mới đem được ít củi đấy. Nhiều nhiều phết đấy. Tông ơi, tông ơi, đến đơn nửa đi. Lấy luôn cây đấy đến, lấy luôn cây đấy đến. Than mà. Cái gì? Hàng. Làm gì? Hai thằng được rồi. Nước gì? Ôi nhẹ, chai nước thằng kia không đem xuống à? An lên lấy An ơi. Cứ đốt đi, cho có than. Và ném hẳn củ khoai vào đây lướng. Cho sang bên kia kìa, cho sang bên kia kìa. Cho sang bên này có gió, gió này tạt lên. Đúng rồi. Đấy, cho bên đấy cụ ạ. Nhóm luôn ở đây nè. Ok mẹ, đã nó khát cháy cô ơi. Ok anh em ơi. Quá là tuyệt vời luôn. Này thách thức tam mao luôn. Tam mao làm gì con dê. Thôi chỗ này này. Ra chỗ này làm cây cỏ. Nhanh lên anh em ơi. Cho củi vào đây. Khoai đâu, đem vào đây. Ôi mày lém vãi trưởng. Cho thêm vào cu. Cho thêm cây vào nhanh lên. Không nó tắt đấy nhanh. Chóng quá. Ôi rắn cái cu ơi. Cao mày nhìn đùa nhờ. Cho thêm vào, cho thêm vào. Cho vào, cho úp lên trên đi. Cho úp lên trên đi, tập trung úp lên trên đi. Khoai ơi, tao bỏ khoai này. Cú lùn không ở đấy. Mấy ngu vậy, làm thế à? Không, cú lùn không ở đấy. Em nó. Em nó. Ờ, từ từ cu. Từ từ. Ờ, mày đặt vào đây, đặt khoai vào đây. Cho hết vào. Đi đến đấy đặt xuống. Đeo nào, đi đến đặt xuống. Đừng có đúc cả tải vào ấy. Ruộng nhà mày chỗ nào? Ngủ chiều đốt cho nó dâm mát. Con gì đây? Cho vào đi, tập trung nơi cho vào đi. Ẩn củ đấy vào lỡ đây, ẩn củ đấy vào. Củ dài dài nữa. Củ trong kia nữa à? Củ đằng trước kìa. Toàn ơi, đến đặt nôn thêm củ này vào Toàn. Nóng lắm, mẹ này nóng lắm. Cho thêm đi. Cho thêm đi, không xuống được đâu. Ồ, rất là đẹp. Rất đẹp các bạn ơi. Cho vào để ăn nào. Ồ. Không. Con gì đây? Dế. Ôi, bắt được con dế mèn các bạn ơi. Đây. Ôi. Phải ném ngủ. Ôi, chết mẹ rồi. Đây, đây, cái này này. Ủi, nóng các bạn ơi. Kia, củ ngoài nhất kìa. Bẻ lên cái này. Đốt hộ mẹ nhà người ta luôn, đúng không? Mày đốt mà cháy sơ. Mày đốt mà cháy sơ. Đúng không? Mày đốt mà cháy sơ. Cháy được ạ, cứ thêm một đốt. Thêm vào đi không được đâu kìa. Đấy, cái quả đấy, củ đấy lại đây. Cái tha này là được ấy. Nó ủ ở trong nữa mà. Ờ, thì thôi cứ để đây đi. Nóng quá. Đẩy lửa mà đi. Kìa, còn củ kia, còn củ nhỏ nhỏ kìa. Thấy củ nhỏ nhỏ đây.
Đấy, đặt thêm vào đi. Bẻ không đứt được cua ơi. Điên à. Bẻ cái bé thôi, đừng bẻ cái to quá. Đây à, Toàn, zoom mấy cái này mà Toàn. Đấy, tròn đấy vào. Úi, bọ ngựa kìa, con bọ ngựa kìa. À, từ từ để tắt mắt. Đấy, có hai con bọ ngựa anh em ơi. Ngoài này nhiều bọ ngựa nhỉ. Con này bọ ngựa lon. À, con bọ ngựa này. Nhiều lắm, đầy. Đầy, nhưng bọn này bọ ngựa cho ba lướng. Cứt có. Cô, nhiều lắm. Anh vào đây nhìn. Nhưng mà phải to mới ăn được. To. Ui, nhiều nhiều mấy mẹn nhỉ. Nhìn anh nhìn em hất chỗ này lên này. Ờ thì cho vào đây đi, cho vào đây đi, cho vào lốt đi củ, cho vào đi. Đây tùng tùng hất củ khoai nhỏ nhỏ vào đây. Đây. Củ khoai đây. Hất vào đi. Đấy là ăn thế vào, ăn vào, đúng không? Ăn vào. Ui ôi. Ui nhiều này. Ui. Đâu? Đâu? Đây. Ui, con to lắm anh em ơi. Bắt đi nướng được. To lắm ở trong ngoài này. Lật lên, lật lên, lật lên đi. Lật lên đi. Lật chỗ đấy ấy. Củ nhỏ lật đi. Mày hất lên. Sợ rắn à? Ok anh em sẽ ngồi đợi cho nó chín anh em nhá. Ủa vừa đun được một tí rồi nó lại đen xì rồi anh em ạ. Nhưng chưa chín đâu. Chết mày chưa. Hai con bọ ngựa chết toi luôn. Ui mẹ chín luôn. Ui khoan này anh em ơi. Chưa được. Cho lúc nữa xem rồi. Chưa được đâu. Thôi đừng nghịch. Thôi để đấy. Bắn vào người bây giờ. Khoai tì nó xuống thì nhấc thêm củ khoai kia cua ấy. Củ khoai kia. Hất vào đi. Khoai ngoài ạ. Ẩn vào góc ạ. Ẩn luôn vào dưới ấy. Ẩn vào dưới, ẩn luôn xuống dưới. Chưa chín đâu, đấy, xuống đấy, ẩn xuống đấy. Nó chỉ cháy về ngoài, cháy quá nhanh. Ngồi đây mát lắm anh em ơi. Này thì phải kéo hôm nay anh em làm cái lều đấy. Làm nhà ngoài này đấy. Nóng lắm. Nóng á. Hôm nay nó mát trời thôi. Hôm nay mát trời à? Hôm nào nó mát thì anh em làm. Bắt đầu từ chiều là tối anh em ngủ về đây đi. Tụi đéo không ngủ. Đây rắn nhưng mà anh em ngủ sao sao với cỏ ra. Đấy tất cả con lốt kéo ra cũng chuẩn bị hết nhịn. Ở đây. Ui, của này to này. Ui, của này đi em ở đây. Ui, chạy chạy đi, chạy đi. Ê thằng kia. Đi lên nhanh đi. Thao này, thằng chó thao này. Đây này, cua cho vào đây, cua cho vào đây. Chưa chín hẳn đâu, cứ từ lỡ đi. Xem còn củ nào không, nóng quá. Kìa nó hay chín rồi này. Củ củ rơi rồi anh chưa? Chưa chín rồi, chín rồi. Chín hẳn. Củ này bé rồi chín. Thêm tí nữa. Củ này bé mà chưa chín hẳn này. Thêm tí nữa ngon. Ui. Ui. Bẻ đi. Cút. Đây các bạn ơi. Mời chào mời các bạn nha. Yêu. Ngon cơ. Yêu. Ngứa bắn rồi, ăn khoảng ngứa. Ăn đi. Cút. Cho thêm tí nữa. Cút đây. 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 Anh em ơi, ui nhìn khoai nó vàng này. Mày bỏ á? Ngon đấy anh em ơi. Ơi cháy bỏ rồi, cháy bỏ bóc cái khó rồi. Ý à? Ui ngon. Ui, quả ngon rồi. Đây của anh mới ngon này. Đây mới ngon này, vàng hơn mà. Anh đỏ lòm mà. Đỏ lòm hơn.
Ui, trong vẫn chưa hơi chưa chín hẳn anh em nhá. Nope. Đây. Đoạn sau nha, đoạn các sau bạn nha. Mời bạn nha. Mời tất cả anh em nha. Ui, lỏng quá, cho bóc một ngày. Ui, nhìn vỏ ngon đặc biệt. Mời anh em nha. Mời anh em nha. Nóng quá. Bây giờ mình mời anh tới anh em mẹ ai sủa như một ngọn tháp nha. Ngọt ăn. Nắm mày ăn gì này ngọt. Nó ăn mẹ em nướng ấy. Đấy rồi. Lại thèm mẹ cái mai mua về này sấy. Sấy. Nướng này cảm giác là thơm. Nướng thấy, thấy cũng ngon mình thấy mà nào. Cái này nướng cảm giác tung hơn. Cảm giác nó cứ ngon. Nhưng mà nó xong ví anh bị phát đầu được. Xưa kìa nướng đen gì á. Ăn mờ cái thứ nhất đen gì. Nướng đen gì không anh em mình sẽ ăn cả vỏ bóc cũng mặt nè. Mà đằng ui, nó nhìn nêm ngon nè. Nêm ngon này. Ngon quá anh em ạ. Thôi mình kết thúc video cho đằng cu quay phim ăn nha. Mình hôm nay không đem chân quay để đi chơi thôi. Anh em mình sẽ chấm dứt video tại đây nha. Nếu bạn thấy hay like, share, đăng ký kênh của chúng mình nha. Bye bye. Bye bye. Bye.